Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chiên nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bùng mà chẳng hoi tanh mùi bùng. Đúng rồi đó, ta làm thơ heo một cái đường. Ồ, sen gương này nó già nè. Bông sen này là cái gì đặc trưng của Đồng Tháp đó ta? Quốc hoa của Việt Nam đó. Quốc hoa luôn hả? Đúng rồi. Ủa, phải không ta quốc hoa? Ờ đúng rồi. Lá xanh hả? Lá xanh nè. Lá xanh không? Từ từ, lá xanh cái gì bông trắng nhị vàng hả? À, trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chiên nhị vàng nó, cái nhị vàng đó. Nhị vàng đó. Nè mấy chị em mình sẽ hái sen về làm cơm hấp lá sen nha cả nhà. Cái này nè chị. Lan thơm luôn á. Thơm ha. Cái này người ta làm trà sen á chị, em thấy người ta để trà vô bức này nè. Xong cái người ta lấy lá người ta ấm nó lại. Trời thơm quá à. Bởi vì người ta nói có trà qua sen thì thơm đúng không? Mình hái một bông sen về đem trang trí. Vậy mình hái mấy cái gương dài dài đi ha, để mình về mình để vô cơm. Mấy cái gương dài thì làm ăn nó bùi lắm nè. Mà được cái nhị nó đắng nha. Nhưng mà nhị nó bán tiền không á chị. Nhị nó ta chị mất ngủ đúng rồi. Con số người ta lãi ra xong cái người ta lãi nhị ra riêng nữa. Ủa da. Ờ, bên đó thì bên đó nhiều gương già. Hơi lúng nè. Đi rồi đi á, mấy cái gai này đau quá à. Cái quẹt kêu dọ, ghét dọ luôn. Hay mình kiếm cái lá nào bỏ riêng về mình chùm cái cơm đi á, mình làm cơm hấp á. Ui da. Bụng sen này nó bự thiệt luôn á chị. Nè không biết mấy công hay có chục công nha. Không biết nữa, sao thấy nhìn hoài thấy bạc ngàn luôn. Thêm nữa chị. Không, mình để bông, thêm cái bông với thêm vài lá nữa. Bông hả? Bông tính bẻ bông bứt hay gì? Mình sẽ bẻ được bông bứt nữa, không bẻ bông nào. Bẻ bông nhỏ thì sẽ được rụng hết lá. Không, rụng hết mấy cái bông. Thiệt là nó thơm thiệt luôn á. Vì nhà kiếm trà để vô cho nó không nổi không? Úm vô. Nhà bất nè. Mẹ để đi. Giờ mình đảo ra đi rồi mình đi mình kiếm cái lá bự bự đi. Ừ. Ủa bên đó có trồng không? Ủa. Chui vô đây mà chơi bắt trốn cái là khỏi ai kiếm nha. Ủa, kinh tưởng lên tối rồi mà. Quốc nguyên cáo hồng kêu đừng ai kiếm thấy chứ. Bông hồng đó, màu hồng này giống màu hồng cánh sen nè. Đúng không? Mai mốt chị bắt chốm, em sẽ lấy cái áo xanh em mặc nha. Chạy ra đây chốm à. Chốt chốm vô đây kiếm cũng hơi mệt à. Nói không mà lỗi xuống sình không, nó chạy ra nó sạn cái rồi rồi xong. Được chứ hết karaoke được thôi chứ mà lên hết khơi khơi hết được. Đi ra đâu đi về đi men theo đường này ra đâu đi hết.
Nói chung là cũng vàng. Nói chung là cũng vàng đó. Trồng cái mé ruộng là người ta cũng có trồng sầu đâu nha cả nhà. Những kia là cây cà na đó. Sầu đâu cái hèm thôi. Có sầu đâu. Cây cà na mình cũng chưa có trái nè. Cây chanh là vậy cơ nha, nó có co trái luôn nè. Không biết chanh này. Ờ cây chanh. Nó trái. Trên đất ruộng tốt quá, trồng gì cũng được chứ. Ý mà cũng không ai mà chăm sóc nhiều nè. Nó còn tốt dữ. Cái chanh nè. Chào cả nhà, giờ thì mấy chị em mình muốn đi hái sen xong rồi thì có mua thêm con gà nữa là làm cơm hết lá sen. Giờ mình với được cô Tư sẽ lặt rau, lặt giặt rồi lan tới luộc gà, lấy cái nước ngọt nấu cơm đó cả nhà. Con đi ấy thì con như là làm luộc gà đi cô, với như làm cái này cô thì còn sen. Cô lấy hộp lên cho cô Tư lấy giỏ rồi. Con đèn nhớ rồi đó, ông nội là tới mùa nào là ông làm cho được chơi mùa đó đó.
tới mùa nước nổi đó cô Tư, mùa nước bơm vô đồng đó, cái làm cái gì bè lên mấy cây chuối, làm bè làm bánh xì, cái kế bánh xì. Còn tới cái mùa diều thì làm diều cho cháu hả? Mà phải ông nội sống về chắc sụm lắm rồi. Bởi không anh Đạt con ướt, nếu phải ông nội còn sống cho mấy đứa nấy cho ông nội lên, nó thâu ông nội già chứ lúc tóc bạc. Ông nội nên chừng chục năm chứ ta. Trời, đâu tới giờ? Tới mấy năm thì chừng chín chục tuổi chưa, sao lại ngủ. Hồi lúc ông nội mất rồi lúc 82 tuổi. 82, 83 cơ ta. 82. Hai sáu mươi năm chưa chín chục, nhiều người chín chục còn khỏe lắm, như bà ngoài nhà em phải gu. Nè, nó chắc ông mừng lắm. Thì đó ông lên đạn giang đó con, hồi đó ông nội á, người nào nông dân giỏi đó. Chứ lên cái chở anh vào bà nội, chứ chị Hà ông bắt đó, nó chờ anh xui lên kìa, anh xui lên đạn giang kìa. Tại mấy người đó kêu ông nội con nấu làm lúa làm sao đó, lên nấu. Bây giờ nước cũng sôi là cả nhà mình sẽ thả gà, thả gà vô luộc, xong rồi lát mình sẽ lấy cái nước bột gà này để nấu cái bát cơm. Bây giờ thì mình sẽ bỏ nấm vô để mình luộc sơ nha cả nhà. Luộc sơ nhưng mà mình vẫn nêm muối đường bột ngọt thôi. Một xe luôn hả chị? Một nấm không đầy luộc xe. Khi đã luộc nấm xong rồi, bây giờ mình sẽ xe nha cả nhà. Xe này thì hồi nãy mình đã lấy cái nhĩ nó ra rồi, thì sợ nó đắt.
cái mỡ hành chất như là hành phi, hành tím. Cho đậu Hà Lan chưa? Mình sẽ nêm đường bột ngọt vô nha cả nhà. Thì mình đem theo khẩu vị của mình thôi. Mình cho hai miếng đường. Cắt nổi bật quá. Hấp dẫn luôn, xuống rồi. Bế cơm vô cái này nhỏ đi Lan ơi, chút chị xào xong về chị trộn. Giờ mình cho sen vô như cái này. Mình mới sang qua là nhỏ rồi. Mình đi. Nặng quá. Để đi múc cho. Dơ dơ đi rồi hả Khiên. Mà chậm ơi, chậm đi, chậm đi rồi không biết nữa. Đây để chế lỗ chị sơ cho. Để không nó gặp. Rồi, múc đi. Hồi cơm không thấy thấy rau củ. Được nồi cơm nữa quá này. Nhiều lắm. Rồi. Rồi được rồi. Rồi. Mình góp vô cái này thằng... không. Cho thêm miếng. Thêm miếng này nha. Cho nó thơm.
giờ mình qua nồi luôn nha chị. Chị qua cái lá sen luôn. Chị múc cho lá sen đi luôn đó. Chị múc cái tô để dưới đi ha, lấy cái tô bự dưới đi. Ừ. Nè tô này đây. Tô bự bự chị. Chị múc chờ cơm xế ở cơm xếp nè. Hai lớp mà chị chán mặt cái đi cho nó đầy đủ full topping rồi được rồi đó như mình nóng hết rồi để gì bắt cái sẩm hết ha mình sẽ để gì mình hấp người ta có vuông hay mình nó không có được vuông cho lắm. Giờ thì thành quả của mấy chị em mình cũng nướng sôi nè cả nhà, được có món cơm hấp lá sen với lại con gà luộc. Giờ mời cả nhà cùng thưởng thức với gia đình mình nha. Xin mời cả nhà, để cô tôi cầm đũa đi, cùng bới cho cô được. Bới được không được hết. Cô tôi cầm đôi đũa đi. Cái muỗng của cô tôi bới. Ngon dữ rồi. Để lá sen vô thấy nó thơm rồi. Thơm. Mà sáng thì bé sen á, trời ơi nó thơm ngát luôn cô tôi, mấy cái bông mà nó nở á. Còn vô trong đám sen là nó thơm. Cơm này là cơm gà luôn của tôi. Lấy cái nước luộc gà. Họ Lan tự bếp nha. Nó vừa ăn. Nó vừa ăn thôi. Chỉ có gà có chấm muối ớt chứ còn cơm là khỏi. Cá sớm bớt cá sớm. Mà ra có một nó bụi nó không? Có khen gà của tôi. Nó tự chín mà nó không nó đẻ nữa. Nó đẻ
Nãy con thấy có chín ngon. Cơm dương câu cơ. Người đám cưới nó làm món này nè con, ăn cơm này nè. Ăn xong rồi nó làm cơm này nè. Người ăn chén nó hơn ngộ lắm. Con đi đám để con không có cơm ăn không được. Ừ, tới cơm không? Là tới đâu mà nó ăn tới cơm bắt đầu dội á. Chứ không biết hầm tới cái nồi lẩu đó. Thường thường tới nồi lẩu là ơi dư. Thôi dám mà con ăn được con nấu đầu tiên. Đồ nguội ừ. Con ăn no rồi là mấy tới mấy món kia là con nấu ăn nổi rồi. Rồi ăn hết nổi. Tại tôm này kia con đâu có ăn đâu. Tôm, bò. Cô Tư ăn mấy thêm cô Tư. Còn nhiều lắm á cô Tư, ở trên chảnh còn mẻ nữa kìa. Cô ăn nhiều lắm con nữa. Tôi lớn tuổi chứ con mạnh lắm. Tôi ăn mạnh mới có sức đi làm. Vậy cô đi làm xa mới được. Có tuổi của tôi ăn vậy là còn khỏe. Còn đi mặn được. Dạ, cô ăn được á. Tôi cô không mệt chứ cô ăn được. Con làm biết là cũng quen. Nếu bảo kiểu cô đừng làm mà cô quen rồi. Dám cho đi làm. Không làm bất cứ có bệnh. À, cô không chịu đâu. Cô bơi xuồng, cô đi hái rau mà cô còn sướng. Vậy thấy như giờ mấy người lớn tuổi người ta dọn dẹp nhà cửa rồi hay là cho con cháu quen xong cái tới dần mà không cho làm nữa, cái cô không chịu nữa. Nói không thì cô chặt củi. Có củi vậy. Cô chưa làm gì quên năm. Nói nghĩ là bữa mùng 1 Tết. Nhà cô có củi nhất. Mùng 1 Tết tha được cho mấy con cá. Hay nữa mùng 2 bắt lại. Bà nhận tư ông cuốn đó bạn. Ông không cho à. Ông nói để cho mấy con cá ăn Tết. Là ông không cho, ông dẹp hết trơn. Ông nói ăn mình ăn Tết để cho mấy con cá nó ăn Tết. Rồi cá nó đâu có vô, nó cuốn ruộng hết trơn. Anh cuốn lấy hộp lên nó buồn đá vô. Chè này có nấu chè ăn mình không? Có hai lát không có lượng á. Có một hang giờ nấu, không bùi. Cái nhà thì bây giờ nhà mình cũng dùng xong bữa cơm hôm nay nè. Bữa cơm hôm nay ngon lắm nha. Tại vì nhưng mà nó hơi cực á. Đi hái sen á rồi cái bắt đầu. Và cái gai nó quào vô chân quá trời luôn. Cực mà ngon. Thì mình cũng xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip. Mọi người hãy nhớ like và subscribe cho kênh Nắng Đẹp Miền Tây nha. Hẹn gặp lại cả nhà ở video clip tiếp theo. Xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà.